Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay 9 tháng 2 thì mình đang có mặt tại đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đằng xa kia là một chiếc xe rất là quen thuộc, chiếc xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chiều ngày hôm nay thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã mượn sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tập hồi phục, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp câu lạc bộ Nam Định. Và bây giờ thì thầy trò huấn luyện viên Kiatisak cũng đã có mặt tại sân vận động quận 7 rồi. Xin mời cả nhà, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tập luyện và chuẩn bị của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hơn 2 tháng rồi, ngoài đường pit mới quay trở lại đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là nơi cư ngụ nghỉ ngơi của các học trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành để chuẩn bị cho các trận đấu tại sân chơi V-League. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ tập luyện ở sân chính là sân này đây. Ở ngay trước mặt mình là các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Họ đã đến sân từ khá sớm, từ 15:30 là đã có mặt tại đây. Là phần tập phục hồi của các cầu thủ đá chính ở trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương vào ngày hôm qua. Trong khi đó thì các cầu thủ dự bị thì họ mới tập luyện chuyên môn. Chúng ta cũng thấy đây là những cầu thủ đã thi đấu ngày hôm qua, như là Lê Văn Sơn, như là Nguyễn Tuấn Anh, như là Pape Diakite hay là Nguyễn Thanh Nhân. Vào ngày 14 tháng 2 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ mới tiếp tục thi đấu trận tiếp theo gặp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Đây là Thanh Bình, đây là Tuấn Linh, những gương mặt ngày hôm qua đã thi đấu, cũng nghe nữa, đứng xa thế cũng nghe. Còn đây là Washington Brandao. Paulo. Ở khu vực cabin có những cầu thủ khác, đó là Châu Ngọc Quang, là Dụng Quang Nho, và đây có lẽ là Bảo Toàn đang quay mặt. Đúng rồi, đây là Bảo Toàn. Theo quan sát của mình thì góc sân này đang được xây dựng, có lẽ là thành sân cỏ nhân tạo tiếp theo. Đây là khu vực mà cách đây hơn 2 tháng thì chưa có. Mình sẽ đến để xem. Ở đây là làm thêm cụm sân cỏ nhân tạo. Gió. Wow. Như vậy là lại thêm một cụm sân cỏ nhân tạo nữa đang được xây dựng ở đây, để phục vụ cho các hoạt động bóng đá phong trào ở quận 7. Mai mốt mà tổ chức đá banh phong trào thì cả nhà có thể đến đây đặt sân là đẹp. Đây là những miếng cỏ nhân tạo, nhìn rất là hay đúng không ạ? Mình xem coi anh này anh dán như thế nào. Thấy làm rất là tỉ mẩn, lớp cỏ rất là dày. Đang dán keo hả anh? Dạ. Này là mình chét keo lên rồi hả? Dạ, chét rồi. À, xong rồi cứ dán thành lớp này chồng lên lớp kia. À. Rất là tỉ mẩn luôn. Nhà có thể thấy cái lớp keo nè.
Cái này dán vô rồi lúc mà gỡ ra nó dễ không? Dạ. Cũng bình thường 6 7 năm trời luôn rồi. Ồ. Ngon ha. 6 7 năm là quá bền luôn á. Lớp mặt sân ở dưới là một lớp đá dăm ở dưới. Các anh ở đây đang chét keo. Đây là bên gì? Ngoài đường bít anh. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Ở lần đầu tiên em xem cái dán cái mặt cỏ ha, nhân tạo hay nha. À đây là đổ keo nè. Chét keo. Ở dưới cái lớp đá dăm nó còn lớp đất gì nữa không anh? Đất cái lưu chặt rồi ra lớp đá không bố. À, tức là nó phải qua mấy lớp lần. Lưu chặt cái lớp đất xong rồi bắt đầu mới là đá dăm lên. Yeah. Xong rồi lại bắt đầu lưu tiếp rồi mới. À. Ủa cái sân này làm bao nhiêu lâu anh? Sân này nếu mà xe cơ giới đồ đầy đủ là nó làm cỡ 40 ngày là xong. 40 ngày. Dạ. 40 ngày. Yeah. Sân này là sân 7. Dạ. Chia được 3 sân 5. Nhưng mà chia được 3 sân 5. Em cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Hay ghê. Rất là thú vị. Vậy là ở đây là thêm một cụm sân 7 nữa. Đẹp. Để nói về diện tích của sân vận động quận 7 thì có thể nói là vẫn còn rất là nhiều khu vực có thể khai thác. Chẳng hạn như mình cũng đã nghe đến kế hoạch là xây dựng khu tập gym ở bãi đất trống này. Rồi khu hồ bơi cũng ở đây. Nói chung là về công năng thì mảnh đất này là còn có thể khai thác được rất nhiều. Chẳng hạn như là nhà ăn nữa. Nhà hàng luôn ở đây. Đây diện tích này là cực kỳ là phù hợp để làm thêm những cái hạng mục phục vụ cho cái quy trình khép kín trong tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang nói đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nha, chứ không phải là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Gia Lai thì họ chỉ đến đây để đăng ký tập luyện ở đây thôi. À, trên đường đến đây thì chỉ cách đây khoảng một cây số là trời mưa rất là lớn. Nhưng mà đến đây thì trời lại nắng chang chang. Thời tiết lúc này có thể nói là cũng khá là khó chịu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như ở ngoài Bắc lúc này đang là trời nồm thì ở trong này đã bắt đầu có dấu hiệu bước vào mùa mưa rồi. Đây là phần tập luyện của Văn Lợi, Trung Kiên và Quỳnh Tấn Linh. Rất thảnh thơi. Đây là Cao Toàn, cán bộ truyền thông của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cao Toàn cùng với Văn Sơn hay là Diakite thì cũng đã chơi khá là thân thiết với nhau trước đây. Tại vì đây là hai cầu thủ cũng đã từng có quãng thời gian khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Yeah.
cũng có một số khán giả thì có yêu cầu mình là khi mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai họ tập luyện hoặc họ di chuyển thì có thể là giới thiệu từng gương mặt, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, bởi vì có nhiều người thì đến bây giờ khán giả vẫn không nhớ hoặc là chưa nhận ra. Nếu không thường xuyên theo dõi thì bây giờ mình xin phép được giới thiệu đến như là cầu thủ đang mặc cái áo màu trắng, tay trắng này. Đó là cầu thủ Văn Triệu. Văn Triệu là một trong những cầu thủ có chiều cao rất là tốt ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn người đang mặc trang phục số 29 đó là Hải Quân. Đó, Hải Quân. Đây, cầu thủ đang mặc áo màu xanh này là Hải Quân. Còn trường hợp Nguyễn Hữu Anh Tài thì cả nhà cũng không còn xa lạ gì đúng không ạ? Đó, đây là Văn Triệu, kia là Hải Quân. Rồi bây giờ mình quay sang khu vực phần sân bên này. Lê Minh Bình thì cả nhà chắc là không còn xa lạ gì rồi. Minh Bình cũng đã được rèn giũa khá nhiều ở câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thời huấn luyện viên Trần Minh Chiến, hay là sau này chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Nhân dân. Còn đây là Phan Du Học, một cầu thủ mà mình đang thấy có sự tăng trưởng, phát triển khá tốt về thể hình. Cách đây mới 2 năm mình gặp Phan Du Học còn là một cầu thủ có chiều cao khá là khiêm tốn nếu đứng so với mình. Nhưng mà bây giờ thì Du Học đã cao hơn mình rất nhiều rồi. Mình xin chia sẻ là mình cao 1m68. Thời điểm mình gặp Du Học và mình quay lúc bạn đang thi đấu ở đội U17 và có sự theo dõi của huấn luyện viên, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lúc này, ông Trussier. Thì là lúc đó Du Học có thể hình cũng vẫn còn thuộc xem mình thôi, chưa cao bằng mình. Mà bây giờ khi mà mình đứng gần đã thấy cao vượt trội hơn mình rồi. Còn đây là một cầu thủ trẻ khác, năm nay mới 27 tuổi, đó là Trần Minh Vương. À, 28 tuổi, xin lỗi cả nhà. Còn đây là Trần Thanh Sơn, một cầu thủ có gương mặt đứng tuổi trong một thân hình rất là trẻ trung. Còn đây là Hữu Phước. Hữu Phước là cầu thủ có chiều cao khá tốt nhưng thể hình thì lại khá mỏng cơm. Hữu Phước quay mặt lại nào. Đây, quay lại đây em ơi. Đó, đây là Hữu Phước nha cả nhà. Cũng không có quá nhiều cầu thủ mới để chúng ta có thể là hoàn toàn xa lạ đâu ạ. Ở đây là Văn Anh, chú họ của Văn Toàn. Văn Anh năm ngoái cũng thi đấu trong màu áo của đội Công an Nhân dân, góp công giúp cho Công an Nhân dân giành quyền lên chơi ở V-League năm 2023. Còn đây là Lê Văn Đại, là trung vệ tân binh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Và đi ngay bên cạnh Văn Đại chính là Đình Bảo, cũng là một tân binh khác của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó, như vậy là mình cũng đã giới thiệu sơ bộ qua những cầu thủ mà người hâm mộ có lẽ là chưa biết mặt điểm tên. Ngay trước mặt mình là thủ môn Hữu Nghĩa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hữu Nghĩa gặp lại những người đồng đội của mình. Hữu Nghĩa cũng đã có những năm tháng dài ăn tập ở Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ thì Hữu Nghĩa đang là sự lựa chọn của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Một chút nữa sau buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ đến lượt phần tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã thấy ban huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đi ra để chuẩn bị đồ đạc cho các cầu thủ bước vào phần tập luyện. Đây là anh Lương Trung Tuấn, cũng là một trợ lý của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và là một cây hài khá là thú vị. Tuấn Anh đang đến để chào
anh Lương Trung Tuấn. Bây giờ là đến phần chơi bóng ngắn của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Minh Phương. Hồng Phước. Minh Phương. Đình Bảo. Thủ môn Trung Kiên, Thanh Sơn, Minh Bình, Minh Vương. Minh Vương đóng vai trò là hoa tiêu cho cả hai đội. Bóng đến chân Minh Vương thì Minh Vương sẽ điều phối bóng đến cầu thủ tùy theo đội nào đang sở hữu bóng. Đổi đội hình. Văn Anh, Văn Đại, Minh Vương, Văn Đại và dứt điểm Cận Thành, A Hoàng, Minh Vương, Đình Lâm, Minh Vương, Đình Lâm, Minh Vương, anh A Hoàng, Anh Tài, A Hoàng, Minh Vương. Anh Tài, Lâm, Văn Anh, Văn Đại. Như vậy là buổi tập của câu lạc bộ Hà Anh Gia Lai cũng đã khép lại vào lúc 16:40 và bây giờ sẽ đến phần tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Người con của bóng đá An Giang, niềm hy vọng của miền Tây ở thời điểm hiện tại.